mình luôn tự hào là một người chồng tốt và là một người cha mẫu mực. Nhưng mình không ngờ rằng trong mắt người khác, mình lại là một kẻ đáng thương, luôn bị vợ và ba vợ xem thường. Không phải, không có lý nào. Không phải vậy, không thể như vậy được. Tâm Anh à? Dạ, con không uống đâu chú. Con chỉ hỏi con nó đã hư chưa thôi chú ơi. Không phải chuyện đó đâu. Ở đây. Dạ. Chuyện gì vậy chú? Con thấy chú là người như thế nào? Ừ? Là sao chú? Con thấy cô với ông trong nhà này ăn hiếp chú lắm đúng không? Dạ. Ờ. Thì ra là vậy thiệt. À chú ơi, hồi trước á, con cứ nghĩ chú là người làm công á, giống như chú tài xế vậy. Chú sao vậy chú? Chú không sao đâu con. Chú có cần một bờ vai không chú? Con cứ giữ bờ vai đó để mà xài chứ. Ê nhỏ kìa. Mày uống sữa của tao đúng không? Có uống đâu. Mày còn chối nữa hả? Rõ ràng là mày uống chứ ai uống được. Mình đã nói là mình không uống rồi mà. Trong nhà này ngoài tao với mày ra thì còn ai uống nữa? Nhưng lỡ người khác uống thì sao? Người khác chứ mà người khác. Mày chuyên gia là ăn cắp. Tại sao con có suốt ngày ăn hiếp Tâm Anh hoài vậy hả? Con có ăn hiếp đâu. Nó dám uống sữa của con nè. Nè nè nè, mẹ nhìn đi. Sữa của con tới số 8, bây giờ chỉ còn tới số 5 thôi. Nó đã uống 3 nắp rồi còn gì? Ồn quá đi. Ồn đi sao? Biến người khác. Ồn đi sao? Biến. Chậu chết rồi nè. Mày biến. Con này cũng biến luôn. Sao đánh con? Sao đánh con? Chó với mèo. Đây, nhìn kìa. Một hình tượng rất đẹp. Đó, thấy chị em Tâm Ý Tâm Anh không? Nhìn mà học hỏi đi. Nhìn kìa, nhìn học hỏi đi kìa, nhìn kìa. Mày nói gì vậy? Tao bóp cổ mày bây giờ. Chị ơi, chị ơi, chị. À chị ơi, để em thay dép xong rồi lên lầu em nói cái này cho chị nghe. Gì vậy? Ngồi xuống đây đi. Chị còn nhớ cái bạn hôm bữa cho em kẹo không chị? Bạn đó nói hôm nay sẽ tới nhà mình chơi đó. Chị nhớ làm món chuối chiên cho em nha. Em đã nói với bạn đó là chị làm món chuối chiên ngon nhất Sài Gòn luôn á. Không có được đâu. Đây có phải là nhà mình đâu mà em tự tiện dẫn bạn về vậy? Nhưng mà em chỉ chơi trong phòng này thôi, sẽ không làm phiền ai đâu mà chị nha. Không có được đâu. À, hay là chị cho tiền em đi chơi với bạn nha. Thôi, em thích chơi ở nhà hơn à. Nha chị. Chị đã nói là không có được mà. Sau này á mình có tiền mua nhà đi, rồi em muốn dẫn bạn về cũng được. Chị lúc nào cũng nói sau này. Bộ chị không một câu nói khác nữa hả? Chị làm em xấu hổ với bạn, chị có biết là em xấu hổ với bạn lắm không? Em nói nhỏ nhỏ thôi, cả nhà nghe bây giờ á. Em còn muốn nói lớn luôn nữa. Chị đúng là cái đồ đáng ghét. Cái con nhỏ này bữa nay bị cái gì vậy? Chị còn quýnh em nữa hả? Chị đúng là cái đồ đáng ghét nhất trên đời này luôn á. Cái con bé này. Em phải để giày dép gọn gàng vô chứ. Giày em muốn để sao kệ em. Nè, đi lại coi. Chuyện này hơi bị vui rồi nha. Em làm cái gì vậy hả Tâm Anh? Chị dạy em hỗn hợp vậy sao? Nè Tâm Anh. Chuyện gì nữa? Em để giày lên sao để kệ em chứ. Em đừng có hét lên được không? Chị đã nói là không được hét lên rồi mà. Kệ em muốn nói thật kìa em. Em làm cái gì vậy hả? Mau đi ra ngoài dọn giày lại cho chị đi. Chị lên. Không. Đó. Đi. Giỡn người ta mà. Sao vậy trời? Có gì đâu mà không hiểu. Gần mực thì đen, gần đen thì sáng.
Ê Tâm Anh, lại đây nè. Mày đang muốn chọc tức chị của mày đúng không? Lại đây, tao chỉ mày một cách dễ lắm. Bây giờ mày chỉ cần mày quăng đồ chơi của tao bừa bãi thôi, chị mày sẽ tức điên lên liền. Thử không? Thôi, mình không cần đâu, cảm ơn bạn. Làm chi? Em chơi xong thì phải dọn lại cho gọn gàng đó nha. Em không dọn đó thì sao? Bè, tránh ra coi cái đồ đáng ghét. Em làm cái gì vậy? Còn muốn chọc tức chi nữa hả? Chị mệt lắm rồi đó nha. Kệ chị chứ, chị tự dọn đi. Bè, tránh ra coi cái đồ đáng ghét. Ủa chị đang bị cảm hả? À không có. À Tâm Ý hả? Dạ. Nè, hôm nay con không cần phải nấu cơm tối nha. Hôm nay là sinh nhật của chú Ngọc, cả gia đình đã đi ra ngoài ăn tối rồi. Dạ. À cô dặn nữa, cô thấy mùng mình chiếu gối nhà mình dơ hết rồi, con giặt giùm cô nha. Dạ. Chị uống thuốc chưa? Nè Tâm Anh, chị nằm mày làm xong bài tập mày đưa cho tao nha. Ừ, biết rồi. Tâm Anh, em nằm xích qua bên cho chị nằm với. Em nằm ở đây trước rồi. Tâm Anh, em đã nói là em nằm ở đây trước rồi. Em thiệt là Ê Tâm Anh. Từ lúc mày chuyển tới nhà tao á, đây là lần đầu tiên tao cảm thấy thích mày á. Nè ăn đi. Nhưng không có nhưng mà gì hết trơn á, tao thương tao mới cho ăn. Nghệ sĩ, chút xíu nữa tôi có việc, ông dự hội thảo giùm tôi nha. Vậy hả? Bà chị tôi sắp sinh rồi, cứu bộ giùm tôi đi. Cô hội thảo nằm ở đâu vậy? Có dịch cảm cúm đó, chị đừng có chủ quan, lo mà đi tới bệnh viện khám đi nha. Không biết buffet là gì hả? Dạ. Buffet mà mày còn không biết nữa hả? Đúng là đồ nhà quê. Vậy mày ăn buffet bao giờ chưa? Dạ chưa. Nó tưởng là buffet là có thiệt. Con này, lan đi nó nhiều quá vậy. Sao đánh em? Thôi, ăn cơm đây. Nè, con chưa biết buffet là gì hả? Dạ chưa. Buffet có nghĩa là con đi vô trong cái nhà hàng đó, người ta sẽ bày quá trời món ăn ở trên bàn luôn, con tha hồ mà ăn, ăn bao nhiêu cũng được hết á. Dạ, dạ, ăn bao nhiêu cũng được hả cô? Chỉ cần con mua một vé vô cửa thôi là con ăn no bể bụng luôn, khi nào con không muốn ăn nữa thì thôi. Ăn cho tới khi nào no bể bụng luôn á cô? Ừ. Vậy là con ăn đã hơn cả siêu thị nữa. Siêu thị thì sao đã bằng, con ăn buffet đó ha, đã hơn siêu thị gấp trăm gấp ngàn lần luôn.
Dạ, ăn gấp trăm ngàn lần siêu thị luôn á. Buffet. Chị ơi chị, chị cho em đi ăn buffet đi chị. Ăn cái đó mắc tiền lắm. Bây giờ chị đâu có tiền đâu. Khi nào mình dư á thì chị dẫn em đi ha. Đã như tới đó hả, em sẽ ăn thiệt nhiều để bể bụng luôn. Có khi em ăn nguyên quán để khỏi bị lỗ. Thì chị cũng biết là nếu như mà được đi ăn á thì em sẽ ăn cho thiệt là nhiều để không bị lỗ. Nhưng mà lúc này á thì mình hơi khó khăn một chút. Buffet, chắc bà mơ ước cả đời em quá. Buffet ơi. Chị á, chị gì vậy? Chị qua đây nói nè. Em lại được 10 điểm nữa nè. Wow, em chị giỏi quá à. Chắc là đứng nhất lớp nữa rồi đúng không? Không có đâu, nhưng mà hình như là vậy đó. Rồi, vậy bây giờ Tâm Anh thích ăn cái gì nhất? Chị sẽ nấu một món thiệt là ngon cho Tâm Anh. Món gì hả? Nhiều món em nghĩ không được ta. Chị đếm từ 1 tới 3. Nếu như mà suy nghĩ không ra thì khỏi ăn nha. Làm chi? Em làm bài kiểm tra tốt không? Chuyện của tôi á thì liên quan gì tới chị? Chị làm chi bị không điểm đó? Gì? Nói tao không điểm hả? Ừ đúng đó, tao bị không điểm. Mày không có điểm không như tao thì tức hả? Cái gì? Con mới nói là con bị không điểm đó hả làm chi? Được điểm. Hay quá ha. Không điểm rồi mà còn la làng lên cho người ta nghe nữa hả? Tại con chỉ muốn để dành chút xám thôi cho bộ. Im đi. Còn Tâm Anh, bữa nay con được bao nhiêu điểm vậy? Con được 10 điểm á cô. Thiệt hả? Nè, hôm trước cô có hứa với con đúng không? Khi nào mà con được 10 điểm á là cô sẽ thưởng. Bữa nay con muốn là cô thưởng cho con cái gì? Dạ thôi cô, không cần đâu cô. Có gì đâu, cô đã hứa với nó rồi là cô phải thưởng chứ. Con thích cái gì nè? Dạ. Con làm cái gì đó? Đâu làm gì đâu, nãy giờ ấy dạ. Mẹ này hư quá đi à. Nãy giờ con đứng yên chứ bộ. Trả treo nữa hả? Yên đi cho mẹ. Nhưng mà tại sao mẹ lại thưởng cho nó? Im. Nè, mà kệ nó đi. Con thích cái gì? Nói đi cô thưởng cho. Con Con thích cái gì? Nói đi cô thưởng cho. Dạ, con muốn một lần đi ăn buffet cho thiệt đã. Tâm Anh à. Mình buffet cho thiệt đã. Con chết với mẹ nghe chưa? Nè, không có gì sợ hết đó. Con thích đi ăn buffet đúng không? Dạ. Dễ hẹt thôi. Ngày mai á, cô dẫn con đi ăn nha. Thì hả cô? Cô sẽ cho em đi hả? Ừ. Ngày mai cô dắt con đi. Dạ. Làm chi? Mình cảm ơn cô. Làm chi? Mình sẽ được đi ăn buffet. Yeah. Em vừa tới vậy luôn đó hả? Dạ đúng rồi đó chị. Vừa đến nỗi muốn khoét cả nhà bay cho tao mới xanh luôn. Được rồi. Sao em không ngủ đi? Cười hoài vậy? Em không ngủ được. Em thích ăn buffet tới vậy luôn á hả? Dạ đúng rồi, ăn buffet ai mà chả thích chị. Mà em vẫn thích chị đi hơn à. Thôi chị không đi tới chỗ đó được đâu. Sao vậy? Tại chị không thích mấy chỗ đông người. Sao lại không thích chứ? Đi ăn buffet vậy rồi mà còn không thích. Hay em gói mang gì cho chị nha. Thôi người ta không cho làm vậy đâu. Với lại đó là phần thưởng của em mà. Cho nên là em cứ đi đi, rồi ăn cho thiệt là đã. Nhưng mà nhớ là đừng có làm cái gì cho cô phải khó xử nha. Dạ, em biết rồi. Nhưng mà em vẫn thích có chị đi hơn à. Chị biết rồi. Thôi bây giờ đi ngủ đi. Ngủ rồi mai mới có sức ăn cho thiệt là nhiều. Dạ. Chị đã nói là ngủ đi mà. Sao cười hoài vậy? Em không nhịn được. Em mắc cười quá à. Như có ai chọc lét vậy á.
Ngày mai mình ăn món gì đi ta? Chào quý khách. À, chào chị. Tôi có đặt chỗ ở đây rồi, ba người, một người lớn với lại hai trẻ em. Tôi tên Hoa. Dạ. À, tôi quên nữa, tôi dự định là đặt tiệc mừng thọ ở đây. Chị chỉ chỗ giùm tôi với nha. Dạ, mời chị qua phòng đặt tiệc bên đây ạ. Cảm ơn chị. Nè hai đứa, nhà hàng là mé bên kia đó, hai đứa vô chọn thức ăn nha. Mẹ đi công chuyện một lát, mẹ quay lại. Dạ. Nhỏ này kém sang. Đồ nhà quơ. Lam Chi ơi, cái chị lấy thức ăn này mình lấy ở đâu vậy? Bộ đuôi hả, bên kia kìa. Cảm ơn bạn nhiều nha. À, Lam Chi nè, có thiệt là mình sẽ được ăn thỏa thích tất cả các món ăn ở đây đúng không? Tới chuyện này mày cũng phải hỏi tao sao vậy Tâm Anh? Hả? Đúng, mày giỏng tay lên nghe cho rõ. Chị được lấy thức ăn đúng một lần trên cái dĩa này nha. Nhắc lại, đúng một lần thôi nha. Sao chứ? Chị đúng một lần hả? Chứ bộ mày tưởng lấy hoài được hay sao? Đúng là đồ ngu như phò. Hôm qua nghe cô nói là được ăn thoải mái mà. Lỗ tai mày bị điếc rồi đó. Đi khám lại đi nha. Sao chị được lấy có một lần thôi vậy? Như vậy là chị ơi, em không được ăn thoải mái như mơ ước rồi. Làm sao có thể mang về cho chị được đây? Mình đã tới tận đây rồi mà. Chị ơi, em chỉ được ăn một lần thôi, phải làm sao đây? Sao mày còn đứng đây? Lình cờn. Đúng rồi, mình đã có cách để chỉ ăn một lần thôi. Được, mình sẽ chọn món này. Nếu chỉ được lấy một lần thôi, chị ơi, em sẽ ăn một lần thật chất lượng để sau này không phải hối tiếc. Làm chi? Dạ. Tâm Anh đâu rồi con? Con không biết nữa. Nó có đứa nằm nở ngó ngó mà không chịu lấy ăn. Nước sôi, nước sôi, nước sôi. Nhìn nước sôi, nước sôi. Nặng quá. Nước sôi, nước sôi. Nước sôi, nước sôi. Mày bị điên à hả? Tâm Anh, sao con lấy đồ ăn gì mà nhiều dữ vậy? Dạ, con nghe nói chỉ được lấy đúng một lần mà cô, cho nên con phải làm vậy mới được. Con chúc cô, mình chúc Lam Chi ăn ngon miệng nha. Xin lỗi chứ. Từ từ thôi, đừng có làm nhanh quá, nó nốt bây giờ. Chị ơi, cái đó hay quá, cho em coi nha. Xuống. Nhóm. Yeah! Tâm Anh, thôi trễ rồi, giờ mình về nha. Chị cho em chơi thử lần đi chị. Thôi đi, chơi cái này tốn tiền lắm. Đi mà chị, một lần thôi mà. Đi nha. Vậy thì một lần thôi nha. Dạ. Hai thẻ. Cỡ. Đúng rồi, con dịch đó. Một bạn. Trời ơi. Đi.
Ngày mai em có tiết mỹ thuật hả? Hả? Vậy là phải mua đất sét rồi. Ừ, mua đất sét chắc 50.000 là đủ rồi đúng không? Dạ, đem đi qua đi. À, nhưng mà chưa ăn xong mà. Làm gì gấp dữ vậy ta? Lên lên kìa. Lên kìa. Chưa được chưa? Mua đất sét lại nhỏ hơn một chút cũng được mà. Chỉ cần chết một lần nữa thôi, chắc chắn mình sẽ gấp được con gấu bông đó. Bé gấu ơi, chờ chị nha. Làm gì vậy? Mày đừng có nói là mày không có tiền nên giờ tự chế ra đất sét nha. Đánh đầm mày chưa? Chết mày chưa con? Cho mày chết luôn. Nè, sao em chọc Tâm Anh hoài vậy? Em đâu có chọc đâu. Nó không có tiền mua đất sét nên giờ phải giờ dở nắng gì thấy gớm. Không có tiền thì thôi, đi học làm gì? Bè. Bè. Nó nói vậy là sao? Em giấu gì sau lưng đó? Đất sét đâu rồi? Hồi nãy chị cho tiền em mua rồi mà. Trên đường đi mua về, em nằm rớt đất sét trên đường. Tìm hoài không thấy nên giờ ngồi nắng cho ra. Có thiệt không? Em
Em nói dối chị chi? Mặt em hiện lên hai chữ nói xạo kìa. Trả lời chị thiệt đi, tiền chị cho mua đất sét đâu rồi? Chuyện đó. Cái gì? 50 ngàn với mình có phải ít đâu. Sao em lại làm vậy? Em xin lỗi. À, nhưng mà chị ơi, chị cho em chơi thêm một lần nữa thôi. Em sẽ gấp được mà, em đã học một cách chơi rồi đó. Em vẫn chưa biết sai nữa hả Tâm Anh? Chị cho em thêm 10 ngày nữa thôi mà. Cho thêm 10 ngày nữa thôi, em sẽ gấp được mà. Em tỉnh lại đi Tâm Anh. Em mà cứ như vậy hoài á là mình trắng tay thiệt đó. Chị không ngờ em đã làm vậy luôn á. Đừng có gọi chị là chị nữa. Thôi mà chị, đừng vậy nữa mà. Em biết lỗi rồi. Em hứa em không chơi nữa đâu. Em hứa. Thiệt không? Thiệt mà, em nói xạo chị chi? Móc méo đi chị mới tin. Hứa đó nha. Xin hứa. Tâm Anh ơi, Tâm Anh. Ôi mẹ ơi, em bị gì vậy? Em dậy lâu chưa? Mắt em sao thâm quầng hết vậy? Bộ tối qua không ngủ được hả? Em sao vậy? Em có bị gì không đó? Tâm Anh, em lạ lắm nha. Chị đừng có nhìn em nữa rồi. Con sao vậy? Nè, bé hôm nay kỳ trời. Bà ơi, bà ơi. Gì? Thứ ba con mới làm về. Tao đang ngủ mà mày đánh thức tao. Phanh phần cái vừa lòng của trời. Hồi nãy em đi đâu vậy? Chị ơi, chị cho em 10 ngàn đi. À không,
20 vuông đi chị. Em mua dụng cụ học tập á. Mua dụng cụ học tập hả? Ừ. Có chắc là em mua dụng cụ học tập không đó? Chắc mà chị cho em đi. Thôi đi mua chung với chị. Chị không có tin em được đâu. Không, em muốn đi một mình. Thôi chị đưa cho em lẹ lên đi. Thôi chị không có tin em được đâu. Chị nói nhiều quá à. Chị đưa cho em lẹ lên đi. Ôi, em bị cái gì vậy? Chị làm gì ạ? Ngồi xuống đó. Làm hết bài tập cho chị. Trong vòng một tiếng mà không làm xong á thì đừng có đòi ăn cơm. Học 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 hoài. Mình sẽ có tiền nè. Ừ, lại có nhiều tiền dữ vậy ta.